Chào các bạn, tôi là Bùi Thế Tâm. Trong video này tôi sẽ trình bày cách làm một cái album ảnh, sau đó chèn nhạc vào và xuất ra một cái tệp MP4. Bài này gồm có 4 cái mục như sau. Mục thứ nhất là tạo một cái album ảnh, thì ta dùng lệnh là Insert Photo Album, sau đó cho dùng cái lệnh New Photo Album, nó ra một cái hộp thoại. Sau đó thì là ở cái mục là File the Disk, chọn các ảnh trên máy tính để đưa tên các tệp ảnh vào mục Picture in Album. Và sau đó ta nháy Create để tạo một cái album ảnh. Sau đó ta ghi vào tệp. Cái công việc này ở trong PowerPoint thì nó rất là đơn giản. Ví dụ như thế này. Chúng ta khởi động PowerPoint. Chúng ta tạo một cái bản trình chiếu mới. Ta dùng một cái lệnh, dùng lệnh insert này. Ở đây là photo album. Chúng ta chọn là new photo album. Sau đó ở đây thì chúng ta ở cái nút là File Disk để chúng ta chọn các cái tệp để chúng ta đưa vào album. Nháy vào đây. Ví dụ như ở đây cái thư mục này chứa ở đây là chứa đúng 10 cái ảnh. Bây giờ tôi sẽ chọn tất cả. Sau đó chọn Insert. Đấy, thì tất cả 10 cái ảnh này nó sẽ vào đây. Vào đây thứ tự của nó là 1, 2, 3, 4 cho đến đấy, cho đến ở đây là chúng ta có 10 cái ảnh và tên tệp là cái cột này. Thế chúng ta có thể xem lại các ảnh nó là cái gì, thì khi chúng ta chọn một mục ở đây thì nó hiện cái ảnh của chúng ta ở đây. Đó. Khi vào đây rồi thì chúng ta có thể điều chỉnh cái ảnh này, có thể điều chỉnh thứ tự của nó. Ví dụ như là bây giờ tôi muốn cho cái ảnh cái tệp tên là P07 này, photo số 7. Chúng ta chọn vào đây thì ở đây chúng ta còn có thể là xóa nó đi này, remove là xóa. Chúng ta đổi cho nó thay đổi thứ tự bằng cách chúng ta ấn cái phím mũi tên lên này thì nó sẽ lên một thứ tự. Lên một thứ tự như vậy là P07 nó là lùi lên trên. Muốn xuống thì ta ấn mũi tên xuống thì nó sẽ thay đổi thứ tự. Tất cả các ảnh vào đây chúng ta có thể thay đổi thứ tự. Và ở đây là chúng ta có thể xoay nữa. Xoay ảnh là hai cái nút này. Thay đổi cái độ tương phản contrast của ảnh là ở hai nút này. Và thay đổi cái độ sáng tối là hai cái nút này. Thay đổi độ sáng tối của ảnh. Chúng ta có thể chuyển tất cả các ảnh này thành đen trắng bằng cách chúng ta nháy vào cái nút này. Thì cái ảnh của chúng ta ở đây nó thành đen trắng. Chúng ta bỏ đi. Thế đấy là một số cái thao tác rất cơ bản là khi chúng ta chỉnh sửa này. Khi chúng ta ở đây chúng ta còn có thể điều khiển là cái này. Cái picture layout này chúng ta có thể là người chọn ở cái chức năng là có thể một ảnh trên một slide, hai ảnh trên một slide ở đây. Thì chúng ta có thể chọn đó. Thì ở đây chọn là fit to slide, tức là to nhất có thể được. Sau đó chúng ta chỉ cần create là chúng ta tạo ngay được một cái album ảnh. Như vậy là rất là nhanh chóng. 10 cái ảnh nó vào đây, chúng ta chỉ cần đặt tiêu đề cho nó ở đây là được. Ví dụ đây tôi đặt ở đây là Thiền viện Cái Bầu. Đây là ảnh Thiền viện Cái Bầu của Quảng Ninh. Thì chúng ta đã xong ngay được và chúng ta có thể chiếu luôn được cái này. Mười cái ảnh thành ngay một album.
Thế bây giờ cái bài này nó sẽ gắn liền với tiếp theo tôi sẽ coi như là chúng ta thực hiện cái ngay cái bài thực hành này. Cái bài thực hành là bước 1 là chuẩn bị khoảng 10 ảnh và một cái tệp nhạc MP3. Dùng lệnh insert này, photo album, chọn một cái album ảnh, tạo chuyển tiếp cho các slide. Tức là ở đây chúng ta đã tạo được rồi này, tạo được rồi. Tạo được rồi xong chúng ta ghi nó vào một cái tên. Đấy, tạo chuyển tiếp cho các slide với các thông số như này. Transition là không, tức là không chuyển tiếp cho các slide. Ta bỏ chọn cái mục on mouse click và chúng ta chọn là after là sau 3 giây. Sau 3 giây thì chuyển tiếp sang cái khác. Đấy, thời gian chuyển tiếp ở đây thì không, cho nên là chọn không và apply to all. Nên đến phần chuyển tiếp giữa các slide đó. Là đây là cái bản mà mới là cái bản mà tôi vừa mới chèn. Thế bây giờ chúng ta tạo các hiệu ứng cho nó này. Là đây là tôi đã làm một cái là nó chuẩn rồi, chuẩn rồi là tạo cái hiệu ứng đây. Chúng ta tạo hiệu ứng cho tất cả, đây là cái mà có 10 cái này, chúng ta chặn tạo hiệu ứng cho tất cả cái này là truyền tiếp giữa các slide là không, none. Thời gian ở đây vì không có nên đây đây phải cho cái duration là không. Mà có cái điều quan trọng là chúng ta không được chọn cái on mouse click, tức là chúng ta chuyển phải nếu chúng ta chỉ trình chiếu không mà không không chuyển sang file MP4 thì chúng ta có thể chọn cái này. Nhưng đây là sau này tôi sẽ chuyển sang cái file MP4 thì muốn tự động thì đây là sau đó thì là chúng ta after. Đấy, nó chuyển sang cái khác sau 3 giây. Đấy, chúng ta chọn và apply to all. Đấy là chọn chọn cái chuyển tiếp giữa các slide là như vậy. Tiếp theo tiếp theo ta mới nhiệm vụ tiếp theo là chèn một cái bản nhạc của slide đầu trong thẻ playback, chọn start là automatically và chọn cái play across slide để nó chuyển tiếp qua tất cả các slide sau, và chúng ta chọn là loop until stop it. Tức là khi mà bản nhạc hết ấy, là chúng ta cái bản nhạc nó lại lặp lại. Đó. Thế như vậy tôi sẽ chèn cái bản nhạc vào này. Chèn chèn bản nhạc thì là chúng ta dùng insert này, dùng là audio, chúng ta chọn là audio on my PC, sau chúng ta chọn là bản nhạc cái này, sau chúng ta chọn insert thì nó sẽ vào. Đấy, nó sẽ vào thì vào cái hình tượng của chúng ta nó là thế này. Thì ở đây cái thẻ playback chúng ta phải chọn như thế này, chỉ chọn ba cái thôi là start automatically. Đấy, chúng ta không chọn là on click mà chọn nó tự động chạy. Đấy. Cái thứ hai là phải chọn là play across slide là nó qua các cái 9 cái slide nữa. Ở đây loop until stop chúng ta chọn cái này để cho nó nếu nếu mà nó hết ấy, thì nó lại tự động chạy lại từ đầu. Đấy. Như vậy là chúng ta đã chọn được vừa chèn nhạc vừa vừa đây được. Thế bây giờ sang đến cái mục này, chúng ta có sửa album đã tạo. Sửa album đã tạo thì ta dùng này, như nãy em nói là insert này, photo album, sau chọn edit. Sau chọn cái phần này thì là có thể thêm ảnh rồi remove và ảnh
up down sắp xếp lại thứ tự ảnh, picture layout bố trí mấy ảnh trên một slide, theme để đổi mẫu giao diện, preview xoay hình, chỉnh độ sáng trên thanh công cụ, update là cập nhật thay đổi. Thì tất cả cái này tôi đã vừa mới nói ở trên, vừa mới nói ở trên, tức là chúng ta có thể dùng cái là insert này, đây photo, sau chọn edit photo album thì nó lại ra cái mục này. Thì chúng ta có thể dùng file edit là chúng ta thêm ảnh nữa cho vào đây. Đấy. Thêm ảnh nữa cho vào đây và chúng ta có thể chỉnh sửa là chúng ta chọn một cái thì chúng ta chỉnh sửa độ sáng tối sau chúng ta update này, chúng ta có cái mục update này. Đấy. Thì ở đây là có thể chuyển nữa này, chuyển vị trí của từng cái ảnh một rồi có thể xóa nó là mục này. Đấy. Thì đấy là cái cách mà sửa chữa cái album khi chúng ta muốn thêm bớt các cái ảnh vào đây. Đấy, như vậy bây giờ đến mục thứ tư là chúng ta trình chiếu toàn bộ album. À, chúng ta vào đầu này. Chúng ta dùng slide show setup chúng ta cho nó là hết cái slide cuối lại trở về slide đầu. Ok. Sau chúng ta slide show là from beginning. Và ở đây khi mà chúng ta trình chiếu chúng ta muốn dừng thì chúng ta phải escape và bây giờ để cho lần sau ấy, thì lần sau thì bình thường chúng ta bỏ cái là nó chạy vòng tròn đi. Đấy, bỏ. Thế bây giờ cách dịch ra file MP4 mà chạy là chúng ta sang cái điểm thứ tư này, để xuất ra một file MP4 đưa lên YouTube thì chúng ta dùng là file export clip này, video, sau đó nháy nút clip video nó ra một cái hộp thoại save. Đấy, chọn thư mục chứa tệp, chọn kiểu tệp ghi là MP4. Đấy, vào tên tệp mới. Đấy, sau chọn save. Ở đây có chú ý là cần tạo các hiệu ứng cho các slide để khi trình chiếu cái bài thuyết trình người ta tự động chạy từ đầu đến cuối mà không cần phải nháy chuột. Chú ý là chúng ta phải cho nó tự động chạy không cần nháy chuột thì chúng ta dịch file MP4 thì nó mới chạy. Thế thì cái file này chúng ta sẽ dịch như này. À, chúng ta dùng file này, dùng export như vừa nói này, chúng ta create là video ở đây, chúng ta chọn create là video. Đấy. Ở đây chúng ta chọn là cái nơi chứa, cái nơi chứa cái tài vậy, ví dụ ở đây là B.
bài 12. C. Thì ở dưới này, ở phía dưới này nó có một cái thanh, là nó chỉ là cái việc dịch đã được đến đâu. Đấy, như vậy chúng ta chờ một tí nó sẽ dịch. Đây, nó ở cái dưới này, cái vùng dưới này, vùng dưới màn hình. Đây, cái vệt sáng này nó chưa biết chúng ta dịch là gần hết chưa, như vậy là đã dịch xong. Dịch xong thì bây giờ chúng ta chỉ cần ra cái thư mục, ấy. Chúng ta tìm cái tập. Đây. Đây là cái mà chúng ta vừa vừa mới dịch xong, là bài thực hành 12B. Chúng ta nháy vào đây để chạy. Đây là cái chương trình photo của chạy các cái photo của cái Win 10. Thế như vậy cái file này chúng ta có thể đưa lên YouTube được. Đấy, như vậy là chúng ta đã hết hết cái tập ấy. Chính như vậy toàn bộ cái bài tập và cái bài thực hành này là trong quá trình là trình bày cái bài này, là tôi đã thực hiện toàn bộ 5 cái bước của cái bài thực hành này. Bây giờ tôi có thể tôi dừng lại màn hình để chúng ta lưu cái chi tiết cái tài liệu này. Phần 1, 2 và 3 này. Phần 4 và bài tập. Như vậy bài này là tôi trình bày đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào các bạn.